Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ trong một tháng tới ở các tỉnh miền Bắc. Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức luyện tập chung về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Trung tâm điều phối ghép tạng Việt Nam đề xuất bảo hiểm y tế cần tăng chi trả cho người được ghép tạng. Nhiều khu vực phía Bắc của Thái Lan đang hứng chịu một đợt lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng, buộc hàng trăm người phải sơ tán. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ trong một tháng tới. Đồng thời, bão áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng 2 cơn, trong đó có cơn đổ bộ đất liền. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 13 và 19-20 tháng 10, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ ngày 14 đến 16 tháng 10, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 11-12, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng giảm nhiệt độ nhẹ, thấp hơn khoảng 0,5 độ. Từ cuối tháng 12, Bắc Bộ có thể đối mặt với các đợt rét đậm kéo dài, tương tự các năm trước. Không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng tần suất trong tháng 1-2 năm 2025, gây rét đậm rét hại tại các tỉnh miền Bắc và xuất hiện băng giá, sương muối, thậm chí là mưa tuyết ở vùng núi. Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, có thời điểm nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng cao ở mức báo động 2, báo động 3. Trong khi đó, tại nhiều khu vực ven sông, tình trạng các bến bãi trái phép ngang nhiên tồn tại gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Chính vì thế, tại nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các vi phạm. Đây là hình ảnh VTC14 ghi nhận tại các bến bãi thuộc xã Đồng Trung, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vào tháng 7 năm 2024. Mặc dù đã nhận được các văn bản của huyện, chi cục đê điều yêu cầu dừng hoạt động, thanh thải vật liệu trong mùa mưa bão, nhưng nhiều bến bãi vẫn tập kết ngổn ngang, những chiếc xe vận tải ra vào tấp nập để lấy hàng. Tuy nhiên, sau khi nắm bắt được thông tin, Ủy ban dân huyện Thanh Thủy đã tiến hành thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu các bến bãi không phép dừng hoạt động. Tới thời điểm hiện tại, phần lớn nguyên vật liệu đã được thanh thải. Trong mùa mưa bão, mà thực hiện văn bản chỉ đạo của huyện thì chúng tôi đã ra những văn bản yêu cầu tất cả các chủ tập kết vật liệu phải thanh thải các vật liệu và các cái vật cản để đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa bão. Ủy ban huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra cũng như là giao nhiệm vụ cho công an huyện xử lý các cái bến bãi trên địa bàn. Thì đến nay ở một bến đầy đủ giấy tờ thì nhưng chưa đủ thủ tục thì huyện xử phạt hành chính, còn bến không đảm bảo chúng tôi đã dừng hoạt động. Căn cứ theo quy định của luật đê điều và luật phòng chống thiên tai và giấy phép hoạt động trong mùa mưa lũ, các bến bãi liên quan đến đê điều hay thuộc hành lang thoát lũ phải dừng hoạt động, hạ tải nguyên vật liệu, di dời máy móc để đảm bảo hành lang thoát lũ và an toàn đê điều. Đặc biệt sau cơn bão số 3, mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Ngay sau đó, các địa phương cũng đã tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành theo nội dung yêu cầu của cơ quan chuyên môn, tuyên truyền đến chủ các bến bãi chấp hành quy định trong mùa mưa bão. Trước hết là về cái yêu cầu là vào cái mùa mưa bão, mà đặc biệt là cái thời điểm cao điểm của mùa mưa bão thì yêu cầu các cái chủ bến và các cái bến bãi là tập kết vật liệu cũng là phải thanh thải để đảm bảo các cái quy định, ví dụ như là cái chiều cao, độ cao, và thứ hai là cái khoảng cách giữa bờ và sông đến cái chỗ mà tập kết vật liệu. Thế cho nên là các cái chủ bến thì người ta cũng chấp hành theo các quy định. Có nhận được những văn bản thì là trong mấy tháng mùa mưa bão này là không được tập kết vật liệu trên bến bãi, thì mình bây giờ là không tập kết lên nữa. Nhà mình là bến chính quy nhá, mọi thứ là phải theo thủ tục của pháp luật. Bên đê điều và
Ủy ban xã là cái lượng cát ở trên bến ấy thì là để rất ít, thì vì là đến mùa mưa bão này là mình không không thể thể chất được nhiều được, thì vì rất nguy hiểm. Đấy thì các đồng chí cũng cho cái vấn đề đấy, nhưng mình cũng chấp hành đúng như thế. Và mình lên đây mình làm thì là mương máng là mình phải xây dựng để không ảnh hưởng gì đến dân, và đường đi lên xuống của xe thế thôi là sạch sẽ, là mương máng. Trước những diễn biến bất thường của thiên tai, thời tiết, việc chủ động chấp hành những quy định của pháp luật trong lĩnh vực đê điều của các bến bãi ven sông là việc làm hết sức cấp thiết. Tạo hành lang thoát lũ, giảm nguy cơ ngập lụt, tránh gây thiệt hại về người và của tại các địa phương. Thưa quý vị, ba người dân ở tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị sóng lớn đánh lật xuồng, rơi xuống biển khi đang câu cá. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát biển nhanh chóng rời cảng, tiến hành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cụ thể, vào sáng ngày 12 tháng 10, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận được thông tin phát hiện thấy một xuồng câu không có số hiệu của tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động tại vị trí cách Bắc Tây Bắc, cảng số 3 của Hải đoàn khoảng 1,2 hải lý thì bị chìm. Ngay lập tức, Hải đoàn 32 đã chỉ đạo tàu của Cảnh sát Biển 9033 nhanh chóng rời cảng tiến hành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Sau 20 phút, tàu Cảnh sát Biển đến vị trí gặp nạn, phối hợp với một ghe cá của ngư dân gần đó, cứu thành công 3 người dân. Theo lực lượng cứu nạn, xuồng của ngư dân lúc bị lật vẫn nổi được một phần, cả 3 người đều biết bơi. Trước đó, vào 7 giờ sáng 12 tháng 10, 3 người với độ tuổi từ 36 đến 44, trú tại thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã sử dụng xuồng rời cảng Hòn Khói đi câu cá. Đến khoảng 8 giờ gặp mưa dông, sóng lớn đánh úp xuồng và người xuống biển. Kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác là một trong những yêu cầu bắt buộc của Ủy ban châu Âu EC trong chống khai thác IUU. Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên khi khai thác thủy sản trở về phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản. Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng, xử lý nghiêm các tàu cá không về các cảng chỉ định để có thể bán sản phẩm. Những tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ khi khai thác trở về, bắt buộc phải cập cảng cá chỉ định để khai báo cơ quan quản lý kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc thủy hải sản. Quy định là vậy, nhưng không ít chủ tàu cá vẫn lén lút đưa tàu vào các cảng cá tư nhân để bán sản phẩm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các chủ tàu và ngư dân vi phạm. Thời gian vừa qua thì Đồn Biên phòng Bình Hải cũng đã xây dựng kế hoạch và tiến hành phối hợp với tổ đặc biệt công tác 14 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành là tuần tra kiểm soát, và đồng thời là trước mắt là nhắc nhở, chấn chỉnh cái việc là sai quy định của bà con ngư dân. Sau đó vài lần mà nhắc nhở không chấp hành ấy, thì tiến hành tổ công tác 14 và Đồn Biên phòng Bình Hải sẽ tiến hành là xử lý đối với những cái trường hợp phương tiện mà không chấp hành theo quy định của pháp luật. Tỉnh Quảng Ngãi có 5 cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc hải sản, gồm Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh, và có hơn 40 bến cá tư nhân hoạt động. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, quy định của pháp luật hiện nay cũng chưa có chế tài xử lý đối với trường hợp chủ bến cá tư nhân tiếp nhận các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên cập bến để bốc dỡ thủy sản, mà chỉ có chế tài xử phạt từ 2 tới 5 triệu đồng đối với thuyền trưởng vi phạm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cũng thành lập tổ công tác chống vi phạm khai thác IUU để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tàu cá ngư dân vi phạm. Tàu cá ra vào bến buôn bán hải sản thì tổ công tác ghi nhận nhiều cái vụ việc, mà trong đó tập trung là nhiều cái hành vi vi phạm trong cái vấn đề lĩnh vực khai thác thủy sản của người dân. Trong đó tập trung là đối với tàu cá đây là còn thiếu văn bản chứng chỉ, nhà ký khai thác thủy sản thì chưa chú trọng đến cái này, không ghi hoặc không có. Cái vấn đề thứ ba là các tàu cá từ 15 mét trở lên buôn bán hải sản vào là không cập vào cảng cá chỉ định để buôn bán hải sản. Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bán hải sản tại các bến cá tư nhân là vi phạm quy định chống khai thác IUU. Trên cơ sở quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trên lĩnh vực thủy sản và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, góp phần gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác của Việt Nam.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 10, trên vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia đã tổ chức luyện tập chung về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Đây là hoạt động ý nghĩa trong việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước được ký vào năm 2021, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia. Tình huống giả định diễn tập được đưa ra là trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ trên biển, hai tàu CSB 8001 của Cảnh sát biển Việt Nam và tàu KN Pulau Dana 323 của Indonesia nhận tín hiệu SOS của một đoàn tàu đang bị hỏa hoạn. Ngay sau đó, cả hai tàu nhanh chóng xác định tọa độ, liên lạc với nhau, cùng tăng tốc đến hiện trường tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, hai tàu phát hiện người gặp nạn rơi xuống biển nên đã phối hợp triển khai hạ xuồng cao tốc tiếp cận người bị nạn. Tiếp đó, cán bộ chiến sĩ đưa người bị nạn lên tàu tiến hành sơ cứu, ổn định sức khỏe. Qua buổi luyện tập, Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, tinh thần hợp tác mạnh mẽ, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực. Trong sáng nay 12 tháng 10, trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn km 20 qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe tải, khiến 4 người bị thương. Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, ô tô giường nằm biển số tỉnh Long An chạy trên cao tốc theo hướng thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết. Khi qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, ô tô bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải chở hàng đang chạy phía trước cùng chiều. Ô tô giường nằm qua đó tiếp tục lao qua lề, băng xuống rãnh thoát nước bên đường mới dừng lại. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bể nát, hư hỏng nặng. 4 người trên xe gồm tài xế và 3 hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Xe tải bị móp thùng xe phía sau. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, chặn hướng đi từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ra cao tốc Phan Thiết Dầu Dây để giải quyết vụ tai nạn. Thưa quý vị, hiện tỷ lệ chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế cho người được ghép tạng còn thấp, chi phí cao đang trở thành trở ngại đối với nhiều người bệnh suy tạng và có chỉ định ghép tạng. Chính vì vậy, Hội Vận động Hiến ghép Mô tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Việt Nam đề xuất bảo hiểm y tế cần tăng chi trả cho người được ghép tạng. Thông tin này được chia sẻ bên lề hội thảo khoa học về hiến mô tạng lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 11 và 12 tháng 10. Cụ thể, với người suy thận mãn thì ghép thận có lợi thế về chi phí hơn các phương pháp điều trị khác, chỉ bằng 1/2 chi phí so với lọc thận chu kỳ. Hiện Quỹ Bảo hiểm Y tế đang chi trả phí lọc thận chu kỳ, nhưng lại chưa chi trả nhiều cho người được ghép thận. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hiện mỗi năm Việt Nam ghép tạng cho trên 1.000 người, như ghép tim, gan, thận, giác mạc, mô, phần lớn từ nguồn tạng của người hiến còn sống. Thế khi hệ thống y tế chúng ta làm tốt, khi mà cái tỷ lệ hiến từ người chết não tăng, thì chắc chắn là người dân sẽ ủng hộ. Khi mà cái hệ thống y tế của chúng ta làm minh bạch trong cái chuyện phân phối tạng, minh bạch, công bằng và đúng luật pháp, cái phân phối, cái công bằng đó sẽ đưa cho người dân ta tin tưởng vào hệ thống y tế. Và người dân sẽ ủng hộ chuyện hiến. Và tất cả cái chuyện đấy khi kết quả tốt, thì bản thân những cái vấn đề khác về mặt pháp lý chúng ta cũng sẽ có những cái đề xuất và có những cái thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, và chúng ta cũng học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài để chúng ta thay đổi. Họ thay đổi cho nó phù hợp với quyền lợi của người bệnh thì chúng ta cũng phải thay đổi cho nó phù hợp với quyền lợi của người bệnh. Hội thảo khoa học về hiến tặng mô tạng Việt Nam lần thứ 2 thu hút 300 đại biểu tham dự đến từ các bệnh viện trong nước, các chuyên gia đến từ các nước có số lượng tạng hiến từ người chết cao nhất. Tốc độ phát triển nguồn hiến từ người chết tăng nhanh trên thế giới và khu vực như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia. Các chuyên gia cho biết, Việt Nam đã thực hiện và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật ghép các tạng trên người như ghép thận, ghép gan, ghép phổi, ghép tim, ghép tụy. Tuy nhiên, nguồn mô tạng hiến ở Việt Nam, đặc biệt là từ người hiến sau chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, ghép tạng ngày càng tăng. Những cái chuyên gia mà chúng tôi mời thì họ đều đến từ những nước có cái hệ thống hiến mô tạng rất là hiệu quả nhất thế giới và hiệu quả nhất châu lục và hiệu quả nhất ở khu vực Đông Nam Á. Và đương nhiên rằng là cái kinh nghiệm của họ, đó là những kinh nghiệm rất là thực tế
trên thế giới cũng như là khu vực những cái nước gần với chúng ta và có nền văn hóa rất giống chúng ta thì họ làm được. Với cái nền văn hóa, với cái tổ chức của họ khá giống chúng ta, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ học được. Họ đã thành công thì mình chúng ta học những người đã thành công, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều điều bổ ích và rất nhiều điều mang cái tính chất là sẽ rất là thực tế chứ không phải là viển vông. Đến nay cả nước đã có 29 bệnh viện thực hiện được ghép tạng, trong đó có 27 bệnh viện ghép thận, 8 bệnh viện ghép gan, 5 bệnh viện ghép tim, 4 bệnh viện ghép phổi và 2 bệnh viện ghép đột tụy. Các bệnh viện đã tiến hành ghép tạng cho hàng trăm bệnh nhân thời gian qua. Theo ghi nhận từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, số lượng ca chết não hiến mô tạng trong 9 tháng đầu năm 2024 là 25 ca, trong khi năm 2023 chỉ có 14 ca chết não hiến mô tạng, góp phần làm tăng số tạng hiến từ người cho chết não, đạt 87 trên 829 bệnh nhân ghép, đạt tỷ lệ 10,49%. Đây cũng được coi là con số kỷ lục Việt Nam, vì từ trước, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não khoảng từ 5 đến 6%. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến bốc thăm ngẫu nhiên môn thứ 3 thi vào lớp 10 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến đang là vấn đề được dư luận quan tâm. So với trước đây, phương án này của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nếu thống nhất có thể chấm dứt tình trạng mỗi địa phương tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo một kiểu. Tuy nhiên, việc bốc thăm ngẫu nhiên môn thứ 3 thi vào lớp 10 dẫn đến các môn đều có cơ hội được chọn thi, khiến cho nhiều người cho rằng là thêm phần áp lực và căng thẳng cho các em học sinh. Theo dự thảo phương án thi lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẽ có 3 môn là toán, ngữ văn và một môn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học tính điểm của chương trình cấp trung học cơ sở. Điều này sẽ hướng đến tính phổ thông nền tảng, toàn diện và công bằng giữa các môn học. Việc báo bốc thăm cái môn thứ 3 cũng sẽ làm cho học sinh không học tủ, học lệch, cũng như là các thầy cô giáo, tất cả các môn đều dạy một cách công bằng và bình đẳng như nhau. Nếu mà xác định là một môn bất kỳ nào đấy thì học sinh sẽ có những cái học tủ, học lệch và các con sẽ có một cái tinh thần là các con sẽ học đối phó các môn khác, còn cái môn sẽ chú trọng hơn vào môn đi thi. Tôi hoàn toàn ủng hộ cả hai phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tránh học tủ, học lệch để thực hiện mục tiêu chương trình, song việc lần đầu tiên thi theo định dạng đề thi mới, cộng với nếu môn thi thứ 3 lại là hai môn tích hợp khoa học tự nhiên hoặc xã hội, thì cũng sẽ là áp lực chống áp lực với học sinh lớp 9 năm nay. Con thấy khá là lo lắng, tại vì nếu như là con là học ở ban khoa tự nhiên và bốc thăm thì có thể ngẫu nhiên không phải nào biết trước sẽ có môn gì để ôn. Tại vì là khoa học tự nhiên là bao gồm có 3 phân môn, sử là bao gồm cũng bao gồm có 2 phân môn khác nhau. Khi mà nói là thi một môn nhưng mà thực tế là bọn con sẽ phải thi thêm 2 đến 3 môn khác. Chính vì vậy mà con nghĩ rằng là cái việc áp lực nó sẽ nhiều hơn. Bọn con sẽ cảm thấy là có phần mệt mỏi hơn ạ. Những môn tích hợp như là địa lý, lịch sử và môn khoa học tự nhiên. Vậy nên khả năng mà bốc thăm vào 2 môn này sẽ là rất cao. Qua đó, nội dung ôn tập và kiến thức của chúng em sẽ tăng lên rất nhiều. Là trong cái quá trình dạy và học là cô trò đã thường xuyên thay đổi phương pháp rồi để cho các con tiếp cận với lại cái chương trình mới, với cái mục tiêu của chương trình mới, giáo dục phổ thông mới. Thì cái việc là thi cho đến lúc mà cuối cùng mới bốc thăm ấy, thì cảm thấy là nó có tính may rủi nhiều hơn. Như vậy thì sẽ gây ra một cái áp lực rất lớn cho học sinh. Việc môn thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo bốc thăm ngẫu nhiên yêu cầu các nhà trường, giáo viên và học sinh phải chú trọng đến nâng cao chất lượng tất cả các môn học. Mỗi tháng chúng tôi sẽ tổ chức khảo sát một lần, trong đó 2 môn văn toán là môn bắt buộc và một môn còn lại chúng tôi cũng bốc thăm. Dự tháng này chúng tôi sẽ môn tiếng Anh, tháng sau thi môn khoa học tự nhiên, tháng sau nữa thi môn khoa học xã hội, môn địa lý hoặc môn lịch sử, tháng sau nữa thi môn giáo dục công dân. Đấy, mỗi tháng chúng tôi sẽ tổ chức các con khảo sát một lần như là các con sẽ tham gia vào kỳ thi trung học phổ thông thật. Thế khi mà chúng ta bốc thăm thì nó cũng tạo ra sự công bằng với các môn học. Thế tuy nhiên là cái bốc thăm như vậy thì cái công bố cái môn thi thứ ba này nên mình cũng nên có một cái sự công bố ở một cái thời điểm nó sớm để các con có một cái sự lựa chọn, cái lộ trình nhà trường cũng như học sinh phụ huynh có một cái lộ trình học tập nó hiệu quả hơn. Hiện các em học sinh đang ở giai đoạn quá độ chuyển sang chương trình giáo dục phổ thông mới, ở giai đoạn đầu tiên triển khai rất cần cơ quan chuyên trách có giải pháp phù hợp để đưa chương trình giáo dục phổ thông 2018 đi đúng hướng.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, nhiều khu vực phía Bắc của Thái Lan đang hứng chịu một đợt lũ lụt nghiêm trọng. Đơn cử như tại Chiang Mai, lũ lụt lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng, buộc hàng trăm người phải sơ tán và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Mực nước sông Pình chảy qua thành phố Chiang Mai đã dâng lên mức kỷ lục 5,3 mét trong tuần vừa qua, mức cao nhất trong vòng 50 năm qua tại Thái Lan. Lũ quét đã gây ra nhiều thiệt hại, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước sinh hoạt và điện, buộc nhiều cửa hàng phải đóng cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và du khách. Nhà chức trách đã phải sơ tán gần 100 du khách Trung Quốc đến các khu vực an toàn hơn. Hiện tại nước lũ rút dần ở khu vực trung tâm thành phố Chiang Mai, nhưng các vùng ngoại ô vẫn còn ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ. Người dân địa phương đang tích cực chung tay dọn dẹp bùn đất và rác thải tích tụ trên đường phố với hy vọng nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường. Đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nhiều, tủ lạnh của tôi bị hỏng nên không thể cất trữ đồ ăn. Tại huyện Mai Tây, dòng nước lũ chảy xiết đã nhấn chìm công viên voi tự nhiên nổi tiếng và nhà chức trách đang nỗ lực để tìm kiếm những động vật bị mắc kẹt trong nước dâng cao. Khỏi một khu bảo tồn động vật nổi tiếng ở tỉnh này được tìm thấy và đã chết tại huyện Mai Tây. Bộ Y tế Liban mới đây cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào hai địa điểm ở trung tâm thủ đô Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là đợt tấn công gây chết người nhiều nhất nhắm vào trung tâm Beirut kể từ khi Israel tăng cường chiến dịch ném bom nước này trong 2 tuần trước. Trong khi đó, thì các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Liban xác nhận trụ sở của họ tại Nakura đã bị tấn công lần thứ hai trong 48 giờ. Chỉ một ngày sau khi hai lính mũ nổi xanh Indonesia bị thương do lực lượng Israel nã pháo. Bộ Ngoại giao Liban ngày 11 tháng 10 cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel đã ném bom vào đài quan sát và căn cứ chính của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, ở Ras Nakura và căn cứ của tiểu đoàn Sri Lanka khiến một số người bị thương. Vụ việc mới nhất xảy ra gần một tháp quan sát và được coi là một diễn biến nghiêm trọng, theo tuyên bố của UNIFIL, nhấn mạnh rằng an toàn của nhân viên và tài sản Liên Hợp Quốc phải được đảm bảo. Trong vụ tấn công, một trong hai lính mũ nổi xanh bị thương đã được chuyển đến bệnh viện, người còn lại được điều trị ngay tại chỗ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng vụ việc không thể chấp nhận và không được phép tái diễn. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ đều lên án hành động của Israel, yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu đại sứ Israel để yêu cầu giải thích và nhấn mạnh rằng các vụ tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. 700 binh sĩ Pháp tham gia UNIFIL là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ không ngừng của chúng tôi và mong muốn của chúng tôi trong việc cam kết đảm bảo an ninh cho cả Israel và Liban. Do đó, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc UNIFIL bị lực lượng vũ trang Israel cố tình nhắm mục tiêu. Chúng tôi lên án điều đó. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc nó xảy ra lần nữa. Phía Israel thừa nhận các lực lượng của họ đã bắn vào khu vực này, viện lý do đang đáp trả các mối đe dọa và cho biết không chú ý khiến hai lính mũ nổi xanh bị thương. Theo Israel, họ đang tập trung vào việc chống lại Hezbollah và khuyến nghị UNIFIL ở miền nam Liban di chuyển về phía bắc khoảng 5 km. Đáp lại, UNIFIL tuyên bố họ sẽ tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ, trong khi Liên Hợp Quốc tái khẳng định cơ sở của cơ quan này là bất khả xâm phạm. Không có lý do gì để bất kỳ quốc gia thành viên nào nhắm vào lực lượng UNIFIL. Các cơ sở của Liên Hợp Quốc là bất khả xâm phạm với tư cách là một bên tham gia Công ước năm 1946 về đặc quyền và miễn trừ của Liên Hợp Quốc. Israel có nghĩa vụ tôn trọng quyền bất khả xâm phạm đó. Đây là ngày thứ ba liên tiếp quân đội Israel bị tố tấn công cơ sở hạ tầng của UNIFIL. Điều này đang gây thêm những căng thẳng cho hòa bình mong manh ở Liban cũng như toàn khu vực Trung Đông. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về thiệt hại ngoài dự kiến trong các chiến dịch của Tel Aviv ở Trung Đông hơn một năm qua. Kênh ABC News đưa tin, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của công ty Pemex ở hạt Deer Park, bang Texas, nước Mỹ. Đại diện công ty Pemex cho biết, hai người thiệt mạng và 35 người bị thương ở các mức độ khác nhau là những người đã tiếp xúc với khí hydro sulfur. Vụ rò rỉ hóa chất đã buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa tuyến đường gần nhà máy trong vài giờ và khuyến cáo người dân ở Deer Park ở trong nhà và tắt máy điều hòa. Cảnh sát cho biết phải chờ 7 đến 8 giờ đồng hồ trước khi các quan chức có thể vào khu vực rò rỉ khí. Ngay sau khi vụ rò rỉ bắt đầu, công ty Pemex đã đóng lò luyện than cốc 92.000 thùng một ngày và một lò xử lý hydro tại nhà máy. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.
Theo Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ, hydrosulfur được sử dụng hoặc sản xuất như một sản phẩm phụ trong các nhà máy lọc dầu, là một loại khí cực độc và dễ cháy, có mùi giống như trứng thối. Trong lịch sử chính trị Mỹ, hiếm có cuộc bầu cử tổng thống nào không trải qua ít nhất một vài sự kiện bất ngờ, đôi khi đảo ngược hoàn toàn cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo hãng tin AFP, sự đảo chiều phút chót như vậy được gọi là bất ngờ tháng 10 và đã nhiều lần thay đổi thế cuộc của các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong hơn 50 năm qua. Và trong bối cảnh cuộc tranh cử giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bước vào giai đoạn nước rút, giới quan sát chờ đợi một bất ngờ tháng 10 xảy ra để có thể phá vỡ thế xích sao và có thể xoay chuyển cục diện bầu cử Mỹ. Tờ The Hill đưa ra rằng bất ngờ có thể xảy ra trong tháng 10 của cuộc bầu cử năm nay. Thứ nhất là sự rò rỉ của những video hoặc bản ghi âm. Hai cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây nhất đều được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các đoạn video hoặc bản ghi âm trên các bản tin. Thứ hai là xảy ra một thiên tai có ảnh hưởng lớn tới người dân Mỹ. Sự tàn phá của cơn bão Helen và Milton trong những ngày gần đây không chỉ gây thiệt hại to lớn về người và của, mà còn thay đổi lịch trình vận động của các ứng cử viên tổng thống, cũng như là cản trở việc bỏ phiếu sớm. Thứ ba là bạo lực chính trị gia tăng. Một trong những bất ngờ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra vào tháng 10 sẽ là bạo lực nhắm vào các ứng cử viên, nhân viên bầu cử, nhân viên hoặc là quan chức khác. Thứ tư là một cuộc tranh luận có thể xảy ra giữa bà Harris và ông Trump. Nếu điều này xảy ra, thì có lẽ đây sẽ là một trong những sự kiện có thể làm thay đổi cuộc đua giành chức tổng thống. Bất ngờ tháng 10 thứ năm có thể sẽ là nguy cơ chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài. Có những lo ngại đáng kể về căng thẳng ở Trung Đông, nơi mà Israel đang đối đầu với các lực lượng ủy nhiệm của Iran, gồm Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthis ở Yemen, và nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc tấn công tên lửa của Tehran. Một cuộc chiến như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng hơn nữa trong nội bộ Đảng Dân Chủ, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo ra một cơ hội tiềm tàng để ông Trump tấn công vào chính sách đối ngoại. Bất ngờ tháng 10 cho thấy càng gần ngày bầu cử, các thông tin càng dễ xoay chuyển mọi thứ. Tuy nhiên, trong hệ thống hai đảng phân cực hiện đang tồn tại ở Mỹ ngày nay, mỗi bên đều có sự ủng hộ từ 45-47%, vì vậy các ứng viên không có nhiều cử tri chưa quyết định để thuyết phục sự ủng hộ của họ. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt. Thực tế cho thấy là một trong những bất ngờ tháng 10 nổi bật nhất đã đảo chiều đường đua vào Nhà Trắng năm 2016. Các sự kiện bất ngờ tháng 10 năm nay bao gồm cáo buộc trốn thuế và quấy rối tình dục của ông Donald Trump cùng hai vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton đã khiến cán cân liên tục xoay nhiều với phần thất bại nghiêng về phía ứng viên Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, một số sự kiện bất ngờ tháng 10 khác lại không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuộc tranh cử tổng thống. Đơn cử là vào năm 2000, ông George Bush vẫn đắc cử sau khi thông tin ông từng bị bắt vì lái xe khi đang say rượu được tiết lộ. Dẫu vậy, theo AFP, bất ngờ tháng 10 vẫn trở thành một yếu tố khiến nhiều ứng viên tổng thống lo ngại. Liên minh châu Âu-EU mới đây cho biết sẽ tiến hành điều tra về hoạt động của các nền tảng xã hội như TikTok, YouTube và Snapchat, do lo ngại những người dễ bị tổn thương bởi những tin tức giả mạo và độc hại. Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu-EC khẳng định các nền tảng xã hội TikTok, YouTube và Snapchat sẽ phải giải trình về cách thức hoạt động và các thuật toán đề xuất video trong nền tảng, như tính năng phát tự động, cuộn video vô hạn cũng như các biện pháp bảo vệ mà nền tảng phải áp dụng để ngăn chặn việc phát tán nội dung có hại. Theo đó, nếu TikTok, YouTube và Snapchat không cung cấp tài liệu trước ngày 15 tháng 11 hoặc cung cấp thông tin sai lệch, sẽ bị phạt theo luật của EU. Theo một quan chức cấp cao của EU, thời gian qua, hàng nghìn những người đã bị tổn thương, trong đó có trẻ em, bởi các chứng rối loạn ăn uống, trầm cảm, gây nghiện và lạm dụng ma túy liên quan đến các tin giả độc hại từ TikTok, YouTube và Snapchat. Sau đó, cuộc điều tra sẽ đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh để các nền tảng này phải thay đổi hành vi của mình, trong đó có việc cho phép người dùng ẩn một số loại video nhất định. Chiều 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2024 thuộc về Nihon Hidankyo, một tổ chức của Nhật Bản gồm những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua các nạn nhân rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa. Theo hãng tin Reuters, Nihon Hidankyo tập hợp những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản
Những người này được gọi chung là Hibakusa. Lễ trao giải Nobel Hòa Bình sẽ diễn ra tại tòa thị chính Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới, chung với lễ trao các giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế tại Thụy Điển. Người nhận giải Nobel Hòa Bình sẽ được trao huy chương, chứng nhận và giải thưởng trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ. Trước đó, trong bối cảnh những cuộc chiến tranh đang diễn ra trên khắp thế giới, giải Nobel Hòa Bình 2024 ban đầu được dự đoán sẽ vinh danh những cá nhân hoặc tổ chức đang nỗ lực bảo vệ trật tự thế giới như Tòa án Công lý Quốc tế, Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc hoặc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.